Hello, xin mến chào tất cả anh em nhá. Những cái lợi ích của micro khi anh em đã sử dụng pin sạc thì nó rất là rõ ràng cho anh em rồi đúng không ạ? Và rất nhiều anh em cũng đang và đã ăn cái quả đắng do sử dụng đó là pin không sạc, pin bình thường anh em mua ngoài dùng một lần là hết, anh em bỏ. Rất nhiều anh em đã ăn quả đắng đấy rồi. Tại vì sao? Vì nhiều anh em đây cũng có một cái tai mic, thì ví dụ như anh em đang dùng này đúng không ạ? Anh em quên đúng không ạ? Nó thật là quên. Đấy, quên là anh em khi mà hát xong ấy, anh em quên, anh em cứ vứt cái pin ở trong này mà anh em không tháo ra, thì để lâu thì nó sẽ bị cái tình trạng đó là chảy pin. Đấy, nó chảy pin ra thì như anh em biết rồi đúng không ạ? Pin thì nó là pin không sạc, thì anh em dùng một thời gian là quên, không bỏ ra nó chảy đầy luôn. Đầu tiên là cái chầu cầu chạm này nó sẽ bị han rỉ, và nhiều hơn mà anh em để lâu hơn một chút thì là nó sẽ bị cái tình trạng chảy thối ra những cái mên mạch này, nó rất là bẩn anh em nhá, là mọt chân những cái linh kiện, khi đó thì rất khó để sửa chữa, và hầu như là như vậy là sẽ phải thay thế mới hoặc là anh em sẽ phải bỏ luôn. Mà thay thế mới thì giá không phải là rẻ đâu anh em nhá. Nếu anh em thay thế mới về cái tay mic thì nó rất là đắt chứ không hề rẻ đâu. Và một cái mà để cho anh em khắc phục được thì nó chỉ có đó là pin sạc không dây, hoặc là anh em dùng hết anh em phải bỏ ra anh em nhá. Với những anh em nào lười hết anh em cứ vứt đấy thì anh em nên sử dụng pin sạc. Còn là anh em nào mà tháo ra được nó sẽ tốt, và nó có một cái là pin sạc này nó sẽ hết, nó sẽ phải sạc ly sạc lại mà anh em không cần phải đi mua. Đấy, nhiều lúc thì anh em cũng hay phải suy nghĩ đó là tối nay thì có người ở hàng xóm đến chơi, rồi anh em đến chơi đi hát đúng không ạ, nhà mình đang hết pin rồi nên là phải đi mua pin về để phải sử dụng phục vụ tối nay. Nhưng với những cái dòng pin sạc mà anh em mua thì tất nhiên rồi, anh em không cần phải suy nghĩ đúng không ạ. Anh em nhà thì chỉ có một bộ gì gồm hai tay mic, anh em làm cho em 8 quả là 4 viên này, anh em master cool thì nó quá tuyệt vời luôn. Một đôi này nếu anh em sạc đầy, anh em hát với những tay mic của bên em thì nó sẽ phải được 5-6 tiếng anh em hát liên tục. Một tối anh em hát không là hết được 5-6 tiếng anh em nhá. Đấy, và hết thì anh em sẽ lại phải sạc. Đấy, hết lại sạc, hết lại sạc, mà anh em không cần phải bỏ anh em nhá. Đấy, và đây bên em thì cũng dùng pin sạc đây anh em để đấy. Những cái pin này đấy là pin GP3006, mà khi bên em dùng là nó đã bị như này rồi mà vẫn còn sử dụng được bình thường. Thì anh em có thể thấy được cái độ bền của nó đây, nó đã han rỉ rồi đây anh em nhìn này, đây là chỉ là bên ngoài thôi, đến mức như này rồi mà nó vẫn còn rất là bền và bên em vẫn sử dụng được. Đấy, thì anh em phải biết được là cái độ hoạt động, cái độ mà dùng nhiều như thế nào. Đây này, có một chỗ bị móp này anh em nhìn chưa, đấy nó vẫn sử dụng bình thường đấy, và cứ để sạc và vẫn sử dụng hát được bình thường anh em nhá. Nên là anh em có thể thấy được với cái dòng pin sạc này thì nó rất là chất và nó rất là tiện cho anh em luôn. Pin thì bên em bán là pin GP3006, đốc sạc là đốc sạc BTi anh em nhá, sạc 8 quả. Và 8 quả này có thể sạc độc lập, một quả cũng sạc được, hai quả cũng sạc được, và 3 quả cũng sạc được, không nhất thiết là phải sạc theo đôi anh em nhá. Và pin cái quan trọng nhất là anh em hay nhìn về dung lượng thực tế của dòng này đúng không ạ. Pin này là pin 2A 120V 3500 mAh anh em nhá. Em sẽ soi kỹ cho anh em luôn. Nhiều đơn vị họ bán họ không soi kỹ cái dung lượng pin này cho anh em. Đấy, họ bán rất rẻ. Họ bán rẻ nhưng họ không soi được cho anh em, không nhìn cho anh em được cái dung lượng này anh em nhá. Anh em thì cứ hay nghĩ là 150 cũng có, 200 cũng có. Thế tại sao bên chú lại bán tận 360? Nhưng mà anh em phải để ý cho em. Cái nhất dung lượng pin nó lớn, giá sẽ cao. Anh em mua mấy cái dòng 100-150 dung lượng chỉ được 1.600-1.800 đúng không ạ? Nhưng dòng này đến tận 3.500, đây 3.500 mAh, nó gấp đôi dòng pin đấy luôn, hát nó cực đỉnh luôn và cực kỳ lâu anh em nhé. Đấy, chứ không phải là anh em cứ đánh đồng là pin nào nó cũng như pin nào thì mua hàng rẻ về nó sẽ sử dụng được. Đấy, nó rẻ hơn, tiết kiệm hơn. Nhưng mà lưu ý những cái dòng pin rẻ đấy dung lượng thấp và anh em hát nó sẽ nhanh hết pin hơn so với những dòng này. Đấy, ví dụ dòng này nó được tầm khoảng 5 tiếng thì cái dòng kia anh em chỉ được tầm khoảng 2 tiếng thôi. Độ 2 tiếng thì nó cũng chả khác gì như anh em mua cái dòng pin con thỏ, pin Panasonic ngoài anh em hát về chỉ được 2-3 tiếng thôi. Dòng này hát được đến 5-6 tiếng rồi vì dung lượng nó cao, 3.500 mAh anh em nhá. Đấy, và nhiều anh em hỏi là mức giá thì bán như nào, thì giá thì sẽ là 2 đôi pin 1 đốc sẽ là 4 viên nha anh nhá. 4 viên này là 2 đôi,
và một đốc sạc như này sẽ là 360.000 là bên em bao ship cho anh em luôn. Đấy như này. Đấy. Như này là 360.000 thì bên em bao ship. Anh em muốn lấy sơ cua ra thì anh em lấy 4 đôi pin một đốc thì nó sẽ là 500.000. Đấy. Còn anh em muốn lấy 3 đôi pin một đốc thì nó là 450.000 anh em nhá. 450.000. Đấy cũng bao ship cho anh em luôn. Còn 4 đôi pin một đốc anh em dùng cho em có 500.000 thôi. Đấy. Nhưng mà dùng không phải suy nghĩ là phải đi mua pin về để hát hay là phải dùng gì cả. Thoải mái cho anh em luôn. Đấy, làm 4 đôi pin một đốc là 500. 2 đôi pin một đốc này là 360. Và sạc này là có sạc tự ngắt luôn cho anh em luôn nhá. Sạc tự ngắt luôn. Khi sạc nó sẽ báo đỏ, ngắt nó sẽ không báo đen. Đấy, anh em cứ sạc qua đêm cho em là nó sẽ được đầy luôn. Sạc con này thì sẽ khá là lâu vì dung lượng pin là dung lượng lớn. Anh em sạc phải tầm 4 đến 6 tiếng nó mới đầy được. Nên anh em cứ để sạc qua đêm, đầy nó sẽ tự ngắt, không cần phải suy nghĩ gì anh em nhá. Đấy. Dòng này là dòng pin sạc cho anh em luôn. Đấy, có đây, có thông số đầy đủ cho anh em luôn. Con này thì ao ra cũng chỉ được 1.2V thôi. Đấy, đầy đủ cho anh em. Và pin này là pin của Chila anh em nhá. Nói rõ anh em luôn. Pin Chila luôn thì tội gì anh em phải dùng hàng pin bãi. Pin bãi làm gì, đúng không ạ? Nhiều anh em mua pin bãi anh em dùng chán anh em bỏ đi, như dòng này. Em dùng chán em bỏ đi bán thành pin bãi anh em vẫn mua về được thì đến chịu. Dung lượng nó không còn được cao nữa. Nó không còn được ngon những dòng mới nữa thì anh em cứ mua hàng mới. Nó chả đáng bao tiền đâu anh em nhá. Thì ok, anh em nào có nhu cầu mua hàng thì hãy nhớ liên hệ với em qua số bên góc dưới màn hình anh em nhá. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông xem các video mới nhất. Chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau anh em nhá.